Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh tái xuất trẻ trung trong đám cưới cháu gái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cùng nhiều ngôi sao cải lương khác đã xuất hiện trong lễ cưới của ca sĩ Hồng Phượng. Tối 23 tháng 11, lễ cưới đẹp như cổ tích của ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và diễn viên Long Hồ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô dâu Hồng Phượng tinh khôi trong chiếc sơ rê trắng phối ren cùng chú rể Long Hồ bảnh bao với vest trắng như hoàng tử và công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Cô dâu và chú rể bước vào sân khấu trong tiếng nhạc du dương cùng những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của quan khách. Không gian tiệc cưới lung linh rực rỡ như trong chuyện cổ tích với gam màu đỏ trắng làm chủ đạo, kết hợp với hoa và nến. Hồng Phượng được sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật cải lương, mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung, cậu là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tiểu Linh. Nhưng khi bước vào nghệ thuật, Hồng Phượng lại chọn cho mình con đường làm ca sĩ hát dân ca và thu hút lượng lớn khán giả với giọng hát ngọt ngào thừa hưởng từ mẹ và cậu. Tại Sao Nói Ngôi 2016, Hồng Phượng còn bứt phá với tài diễn cải lương và gây ấn tượng mạnh trong tiết mục Duyên Kiếp với cậu ruột là nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Hoài Linh. Cô đoạt giải ba chương trình Sao Nói Ngôi 2016. Chú rể Long Hồ là một diễn viên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Lẫn Khuất, Một Tên Người, Dòng Sông Phẳng Lặng, Chuyện Tình Rừng Ngập Mặn. Anh để lại ấn tượng sâu sắc qua những vai diễn chân chất thật thà, đặc trưng của người miền Tây. Ngoài tham gia phim truyền hình, Long Hồ còn hoạt động ở sân khấu kịch và tham gia đóng phim sitcom. Hồng Phượng cho biết cô rất hạnh phúc khi tìm được một bờ vai vững chắc cho cuộc đời mình, là cháu gái của một nghệ sĩ nổi tiếng và bản thân cũng có tài năng, nhưng Hồng Phượng luôn sống giản dị, không mơ ước cặp đại gia như nhiều cô gái trẻ đẹp khác. Chuyện tình yêu thầm lặng ít ồn ào với báo giới, nhưng luôn ngọt ngào của Hồng Phượng và Long Hồ được bắt đầu từ một lần đi show chung, sau thử thách tình yêu và những khó khăn trong cuộc sống, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Với 4 năm yêu nhau, cả Hồng Phượng và Long Hồ đều tự nhận chưa hiểu hết về đối phương, nhưng với niềm tin và tình yêu hiện tại, tin chắc họ sẽ dần hiểu nhau và cùng vun đắp một ngôi nhà hạnh phúc. Hồng Phượng và chồng xuất hiện chào quan khách cùng họ hàng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cậu ruột của Hồng Phượng cũng xuất hiện trong ngày vui của cháu gái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xúc động khi nhận lời biết ơn từ bố ruột của Hồng Phượng vì nhiều năm liền chăm sóc cưu mang và bao bọc cho con gái mình. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ Ngân Tuấn. Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Diễn viên Thụy Mười. Nghệ sĩ hài Hà Linh. Danh hài Hồng Sơn. Nghệ sĩ Bình Tinh. Ca sĩ Hoài Anh Kiệt. Nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ăn mặc tuyền toàn vào shop bị khinh nghèo, Hồ Quang Hiếu giận tím mặt, tức tốc treo status chửi bới. Vốn hay ăn mặc giản dị ra đường, nhưng Hồ Quang Hiếu không ngờ mình lại bị khinh như thế này. Trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu cách đây ít giờ đã chia sẻ việc anh đi mua sắm, nhưng lại bị người bán hàng khinh ra mặt, khiến nhiều người phì cười. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết do bản thân nhìn bần hàng hay sao mà mỗi khi hỏi giá thì người bán hàng đều cảnh báo là hàng đắt, giá từ hơn 300.000 đến hơn 1 triệu. Điều này khiến Hồ Quang Hiếu cảm thấy hơi ức chế, vả lại còn bị hẳn hai lần liền. Hôm nay đi mua đồ bị hai lần, bộ nhìn tôi bần hàng lắm sao mà hỏi mua đồ mấy anh mấy chị bán hàng, thay vì nói toẹt giá ra đi, cứ nói câu cái này mắc à nha. Từ 308 đến 1 triệu lận nha em. Không lẽ chửi, em có thể cầm điện thoại mua được mà các anh chị. Hồ Quang Hiếu bức xúc vì bị khinh. Từ trước đến nay, Hồ Quang Hiếu nổi tiếng là người sống sạch, hiền lành, không scandal. Hơn nữa, anh ăn mặc rất giản dị, ít khi dùng đồ hiệu. Nam ca sĩ còn thường xuyên đi chợ, gần gũi với mọi người và chưa bao giờ tỏ vẻ mình là ngôi sao. Điều này khiến Hồ Quang Hiếu được mọi người yêu mến hơn, nhưng không ngờ lại có lần anh bị khinh vì nhìn ngoại hình quá tuyền toàn. Nam ca sĩ còn cho rằng chắc do mình ăn mặc nhà quê, lần sau phải mặc sang chảnh. Nhiều người đồng cảm với nam ca sĩ, Hồ Quang Hiếu nổi tiếng là người sống giản dị, sống không scandal. Chính vì thế mà anh rất được mọi người yêu quý. Hồ Quang Hiếu còn thường xuyên đi chợ mua đồ, rồi về nhà tự tay vào bếp. Đi sự kiện anh cũng chẳng mặc đồ quá sang chảnh. Showbiz náo loạn vì Trấn Thành đi đánh ghen ở quán cà phê, đấm túi bụi vào trai lạ.
Tưởng Trấn Thành hiền lành mà bóng Hoàng Thư cũng sôi sục quá, đánh nhau ngay tại quán cà phê. Mới đây, clip Trấn Thành đi đánh ghen được chia sẻ trên mạng xã hội và gây chú ý đặc biệt. Trong clip, BB Trần và Hải Triều đã mách cho Trấn Thành rằng Harry Won đang ngồi cùng trai lạ ở quán cà phê. Mặc dù nam MC đã nói rằng Harry đi quay, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô gái có mái tóc ngắn ngồi nói chuyện cùng một chàng trai thật thì Trấn Thành đã lao tới túm tóc, đánh tới tấp. Tưởng Trấn Thành hiền xử sự văn minh, không ngờ cũng đánh ghen lỗ mạng quá choáng. BB Trần và Hải Triều xúi Trấn Thành rằng Harry đang ngồi uống cà phê cùng trai lạ. Trấn Thành lên thì bắt gặp cảnh tượng này. Anh lao tới đánh trai lạ ngay lập tức, chẳng cần biết là ai. Dù Hải Triều và BB Trần can ngăn nhưng vẫn không được. Tuy nhiên khi lột khẩu trang của cô gái mà Trấn Thành tưởng là Harry thì hóa ra lại là Nam Thư, biết mình bị BB Trần và Hải Triều lừa nên cả họ đã quay ra đánh hai người này một trận tơi bời. Và chàng trai lạ mặt lúc đầu bị Trấn Thành đánh bại là quán quân Cười Xuyên Việt 2016 Anh Tú. Lột khẩu trang ra thì là Nam Thư không phải Harry Won, tất cả đã bị lừa. Vậy nên BB Trần và Hải Triều lại bị đánh tơi bời vì tội lừa người khác. Khởi My, tôi và chồng hay nói nhảm nhưng chưa giận nhau bao giờ. Ca sĩ 9X chia sẻ hài hước về chồng trước quan khách trong tiệc cưới tối 23 tháng 11 vừa qua. Tiệc cưới của Khởi My và Kevin Khánh tổ chức ngoài trời, trong không gian lãng mạn với nhiều hoa. Ca sĩ Đức Phúc thể hiện bài Ánh Nắng của anh để tặng đôi vợ chồng trẻ ở màn mở đầu nghi lễ. Chú rể Kevin Khánh hát tiếp lời Đức Phúc đoạn cuối và nắm tay cô dâu bước lên sân khấu. Cả hai thực hiện các nghi thức quen thuộc như khui rượu, cắt bánh. Họ liên tục nở nụ cười rạng rỡ và hôn nhau. Vốn là MC, Khởi My thoải mái giao lưu với người dẫn chương trình Thanh Duy ngay trong lúc làm lễ. Nữ ca sĩ khiến các khách mời cười ồ khi trả lời thay mẹ về việc con gái lấy chồng. Cô nói, gã đi rồi nên bớt nợ, hàng bán rồi miễn trả lại. Khởi My còn bực mí chồng là người giỏi nấu ăn và sẽ chăm sóc con cái tốt hơn cô. Điều cô thích nhất là được anh đèo lên chiếc mô tô và vòng tay ôm bụng mỡ của anh. Không ai yêu nhau như chúng tôi, rất nghịch ngợm, dễ thương và toàn nói nhảm, vậy mà chúng tôi chưa giận nhau bao giờ hết, ca sĩ nói. Trước mặt hai mẹ và quan khách, đôi vợ chồng hứa suốt đời yêu thương, chung thủy và chăm sóc cho nhau. Cuối tiệc, cô dâu chú rể thay đồ jean để nhảy múa hát hò với bạn bè, hào hứng nhất là nghi thức ném hoa cưới. Khởi My giả vờ tung hoa, chú rể Kevin Khánh cầm lấy rồi chạy thẳng đến bàn tiệc trao cho Kiều Minh Tuấn. Đôi vợ chồng sau đó ép nam diễn viên hôn các phượng và hứa tổ chức đám cưới vào năm tới. Kiều Minh Tuấn tỏ ra ngượng ngùng nên các phượng phát biểu thay. Cô cảm ơn hai con đã tạo nên bất ngờ này. Ngày nhỏ, cô ước mơ mặc áo cưới đi vào thánh đường. Gần cuối đời mới gặp Tuấn, ông này đạo Thiên Chúa. Nhưng thầy bói nói nếu mặc váy cưới thì sẽ đổ vỡ. Khánh My và Kevin Khánh nhanh trí đáp trả hớm hỉnh. Hai anh chị nên mặc bikini làm lễ. Các phượng đỡ lời chồng trước khách mời. Chị và Khởi My thân nhau nhiều năm nay, từ khi làm việc chung trong chương trình Lớp Học Vui Nhộn. Khởi My và Kevin Khánh hẹn hò từ năm 2014. Khởi My sinh năm 1990, từng đoạt giải nhất tiếng hát học đường năm 2007. Năm 2013, ca sĩ đoạt giải quán quân Gương Mặt Thân Quen. Kevin Khánh sinh năm 1994, là cựu thành viên nhóm nhạc La Thăng. Chưa đến cả tháng 4, Khởi My và Kevin Khánh vẫn tạo ra hai cú lừa ngoạn mục nhất showbiz. Không cần ồn ào cũng chẳng đợi tới ngày cả tháng 4, Khởi My và Kevin Khánh vẫn đủ sức khiến cả showbiz Việt điêu đứng bởi hai cú lừa ngoạn mục nhất showbiz. Khởi My và Kevin Khánh là cặp đôi chưa bao giờ hết hot của làng giải trí Việt. Từ khi cả hai bắt đầu bị khán giả nhiệt tình ghép đôi rồi vướng nghi án tình cảm đến lúc về chung một nhà, đều là những nghệ sĩ có cuộc sống đời tư khá khép kín. Không scandal và độ hài hước lầy lội ngang nhau nên cặp đôi càng được công chúng dành sự quan tâm lớn và được đông đảo khán giả yêu mến. Không nhận thế, hai cú lừa để đời mà Khởi My Kevin Khánh mang đến cho khán giả lẫn showbiz Việt trong năm 2017 càng khiến cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý lớn. Thậm chí nhiều người còn phải thốt lên cụm từ như một trò đùa khi nói tới Khởi My Kevin Khánh trong khoảng thời gian gần đây. Âm thầm tổ chức lễ hội như đang đóng MV ca nhạc. Đây là cú lừa đầu tiên của Khởi My Kevin Khánh làm dậy sóng showbiz Việt ngày 25 tháng 4, 2017. Không có bất kỳ thông tin rò rỉ hay hé lộ, úp mở nào trước đó. Bất ngờ sáng sớm ngày 25 tháng 4, trang cá nhân của Kevin Khánh phát đoạn livestream trực tiếp
khoảnh khắc anh cùng gia đình, bạn bè thân thiết về quê nhà Khởi My ở Long Khánh để tổ chức lễ hỏi. Một điều khiến ai cũng phải đặt nghi ngờ lớn về lễ hỏi này chính là không gian được thiết kế khá đơn giản. Ngay cả thời khắc mẹ của cả hai trao kỷ vật cũng rất ồn ào, hài hước, không hề giống như một ngày trọng đại. Vì vậy, nhiều người cho rằng cả hai đang đóng MV cho một sản phẩm âm nhạc chuẩn bị ra mắt. Lễ hỏi của Kevin Khánh và Khởi My hồi tháng 4, 2017 ở quê nhà Long Khánh diễn ra bí mật và vui nhộn như đang đóng MV. Mấy ai nghĩ đây là hình ảnh đám hỏi của một cặp đôi đình đám showbiz Việt, thế mà lại là thật. Vậy nhưng, chỉ sau đó không lâu, hình ảnh đoàn phù dâu, phù rể và gia đình hai bên được công khai lên mạng xã hội mới khiến mọi người vỡ lẽ đây chính là đám hỏi thật sự của cặp đôi, chứ không phải thực hiện MV như nghi vấn. Ngay cả một số sao Việt thân thiết với Kevin Khánh, Khởi My như Johnny, Thanh Duy cũng bất ngờ với thông tin này ngay khi biết chuyện. Đáng nói hơn, suốt 4 năm vấp phải nghi án tình cảm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn thân. Cho tới giữa năm 2016, Khởi My mới chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò. Ngay cả chụp ảnh gia đình trong lễ hỏi, cả hai cũng nhí nhố hết mức. Cả showbiz vì tung hỏa mù, đám cưới tổ chức sớm hơn một ngày. Mặc dù sau lễ hỏi, nhiều nguồn tin thân cận cho biết Khởi My Kevin Khánh sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 24 tháng 11. Thế nhưng sáng sớm 23 tháng 11, cả showbiz Việt cùng đông đảo khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi những hình ảnh và đoạn clip livestream đám cưới tại nhà riêng của cặp đôi đang được diễn ra bí mật. Có thể nói đây là cú lừa vô cùng ngoạn mục của Khởi My và Kevin Khánh trong lễ cưới được mọi người mong đợi nhất tháng 11 này. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp nhất của đám cưới Khởi My và Kevin Khánh vẫn được ghi lại kịp thời. Đặc biệt, đây cũng là hôn lễ có nhiều điểm độc đáo và bá đạo nhất của làng giải trí Việt từ trước đến nay. Mọi thông tin rò rỉ trước đó đều khẳng định ngày 24 tháng 11 cặp đôi mới tổ chức lễ cưới. Nhưng sáng sớm 23 tháng 11, Kevin Khánh, Khởi My đã thực hiện hôn lễ tại gia đình trong âm thầm. Màn tung hỏa mù của cặp đôi đã thực sự khiến cả showbiz Việt tiếp tục dậy sóng và điêu đứng. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp và hạnh phúc nhất về đám cưới của cả hai đã kịp khiến khán giả ngu lòng để nhiệt tình chúc phúc cho cặp đôi bá đạo nhất showbiz Việt này.